người mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Quý vị đang nghe ca khúc Xin Em Đừng Khóc Vô Quy, và Việt Cường Trần đang đếp thử ra máy của bên âm thanh ATI. Chúng tôi xin 3 phút nữa để thử máy rồi chúng tôi sẽ họp để quý vị ngủ trưa. Rất mong quý vị thông cảm. Xin được cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Audio. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi ra ngoài trời, cách công ty mình 20 km, để test bộ dàn âm thanh cực lớn cho hai anh khách hàng đến từ Quảng Nam. Hai anh này rất là dễ thương nha các bạn. Hai anh này đã đến từ hôm qua, và do điều kiện thời tiết nên là sáng ngày hôm nay thì bên mình mới có thể chuyển dàn đi test được. Và cái bộ cấu hình ngày hôm nay thì test là quá là khủng luôn. Xài hai cặp súp đơn. Bình thường thì các bạn thấy là bên mình chỉ đi một cặp súp đôi thôi. Hôm nay sử dụng tới hai cặp súp đơn. Thì các bạn hãy cùng xem cấu hình của cái dàn âm thanh này khi mà lên âm thanh nó sẽ như thế nào nhé. Và hiện tại thì mình đang ở trên sân bóng và cũng là 11 giờ trưa rồi. Nên là mình sẽ cố gắng test thật nhanh, thật là chính xác để có thể bàn giao và cho anh ấy ra kịp xe chuyến xe chiều nay. Các bạn có yêu mến công ty mình thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo từ công ty mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và về bộ cấu hình dàn máy mình sử dụng các cái thiết bị như sau. Về phần loa thì mình sử dụng 4 cặp loa 30 đơn thương hiệu AT mẫu mới 2019, từ neo và chép neo. Hai cặp súp đơn AT 50 cùng 115 từ neo. Và cấu hình trong tủ máy mình sử dụng như sau: một bàn mixer Dynacord CMF 1006, một bộ chia nguồn AT A8, một bộ xử lý BA 260, một cục đẩy AT 4 kênh 1550 để đánh 4 chiếc array, và một cục đẩy AT A 2500 để đánh hai cặp súp đơn, và một cái tủ máy 16U để đựng toàn bộ thiết bị. Và bên mình sẽ tặng toàn bộ hệ thống dây jack, dây kết nối, dây loa 4 ruột hàng 1 loại tốt nha các bạn. Ngay sau đây thì bên mình sẽ test thử âm thanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Hello 67, hello 7 8 9, hello 6, hello S, hello. Nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tự ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình vội sát sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình khóc ta trọn đời riêng mang. Xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, là đoàn xe ta tiên hồn anh sang. Ngục tôi đau thương đồng thành đêm trường, điệp cũng yêu đương chỉ còn cũng buồn não nùng. Đừng đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa ôm cách biệt ai nơi. Lo mắt rồi thôi, xin dáng cười làm vui lòng người. Mình chờ kiếp sau
hẹn lại yêu nhau. Quý vị đang nghe ca khúc Xin Em Đừng Khóc Vô Quy, và Việt Cường Trần đang test thử giàn máy của bên âm thanh ATI. Chúng tôi xin 3 phút nữa để thử máy rồi chúng tôi sẽ họp để quý vị ngủ trưa. Rất mong quý vị thông cảm. Xin được cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, hẹn lại yêu nhau. Lau mắt rồi thôi, xin dáng cười làm vui lòng người, mình chờ kiếp sau. Hẹn lại yêu. Vậy là tốt rồi, sáng giờ đang nhịn đói. Thôi nha, lát ông
Yeah.